Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trò Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Hiện tại thì cái quả trứng rồng Monstrous Nightmare đang ấp gần xong rồi nè. Hy vọng là nhiêu đây nhung nham có thể đổ để ấp nha. Ui, đủ không đi ta, mình dung vậy. Đừng, là mình hơi lo nha, mình sẽ chăm thêm nhung nham đi cho chắc. Để ấp gần xong cái nó hết nhung nham thì lúc đó hơi buồn á nha. Rồi, để coi nào. So sánh coi cái này. Ủa? Hai cái lò luyện rồng đều có dung tích là 10.000. Nhưng mà có vẻ cái này ấp sẽ nhanh hơn hay sao á, tại vì nó tới cấp 4 lần mà. Cũng có thể. Chắc vậy rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là bây giờ quả trứng rồng Nightmare của mình sắp ấp thành công rồi. Mình đang rất hồi hộp đây. Hôm nay thì chúng ta sắp có thêm một thành viên mới rồi ha. Chuẩn bị còn một tẹo nữa thôi. Sắp rồi. Mình sẽ cho thêm nhung nham vô nữa. Sắp tới thì những cái em rồng nào mà ấp bằng cái máy nhung cái lò luyện rồng nhung nham nữa thì mình sẽ cho hết qua bên đây luôn á. Còn cái này chắc mình sẽ dẹp bớt đi. Mình giữ một cái thôi, để nhìn cho nó gọn cái diện tích ở bên ngoài á. Ba cái quả trứng rồng Nightmare đã được ấp xong rồi. Bây giờ thì thì mình sẽ cho em ấy ra bên ngoài. Đây, mình sẽ đặt tên là Nightmare. Rồng Nightmare. Rồi, ui. Ui, của em là màu hồng. Em này là màu hồng nam tính. Oh my god. Đúng mà mình thích luôn. Được em ơi, em xuất sắc. Đâu à, mình sẽ coi em Nightmare. Đây, Nightmare đây. Ngủ đi em. Đó, ngủ đi để anh dễ nhìn hơn. Úi giời ơi, đây là em rồng Nightmare nha. Em này thì sẽ ăn thịt giống như là những em rồng trước của mình vậy á. Mình sẽ lấy thịt gà ở đây nè, mình ra mình cho ăn trước đi. Giờ mình hết đồ ăn cho rồng rồi, nên tạm thời vẫn để Nightmare cấp nhỏ ha. Mình nghĩ em này lớn lên ha thì cưỡi đi sẽ rất là đã đây. Cái cổ này á, hôm qua mình thấy cái con rồng Nightmare bự nó rất là dài và to luôn. Nên em này trong tương lai sẽ là một cái trợ thủ đắc lực của mình đó. Bây giờ cũng đã vui vui hơn xíu ấy kìa. Nhìn mặt đúng tấu hài luôn á. Thôi, tạm thời thì cho em rồng Nightmare vô trong đi. Mà mình lại không có đủ những cái ngọc rồng rồi. Quả bóng rồng chứ, để mình làm thêm những cái quả bóng rồng mới được. Vàng. Đây. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm những cái mana infuse ingot, xong rồi bỏ vàng vô. Thế là mình có thêm một quả bóng rồng chứa em rồng rồi. Đấy. Đến đèn. Giờ thì mình có thể để coi có cách nào xây cua với những em rồng không ta. Mình phải chọn như vậy thì hơi thủ công quá. Và chắc hôm nay vẫn sẽ dùng Emmy thôi, tại vì hiện tại chỉ mới có Emmy là có thể cho mình cưỡi thôi à. Đâu rồi? Đây. Rồi ngồi xuống giùm cái. Rồi tốt nhất là cho cầu lệnh ngủ đi. Tại vì lúc mình kêu ngồi á thì lại sung cái đi đánh cái địch các thứ. Còn tới lúc mà mình kêu á, đi đánh thì lại bay chỗ khác. Khó chịu thiệt sự luôn. Rồi và trong ngày hôm nay thì mình sẽ gom coi mình có đủ để làm một cái cổng địa ngục. Ui chết rồi, không đủ rồi. Vậy thì tiếc quá. Ủa nhưng mà phía trên. Ủa đó, thấy chưa. Hèn gì mình nghe tiếng vỗ cánh bạch. Em rồng cái gì rồi? Lại đây nào. Mèn ghét ơi em ơi. Bớt lại đi, tém lại giùm cái. Mình đang ngồi mở rương mà cứ vỗ cánh bạch ở ngoài à. Nếu mà không làm được thì chắc mình phải đào thêm mắt diệm thạch rồi. Và mình sẽ thử làm một cái cây cúp bằng cái quặng thiên thạch hôm qua coi. Để coi cây cúp này nó có tốt hơn là cây cúp kim cương của mình hay không. Hôm qua đào lâu lắm mới được có một vài cái thiên thạch, mẫu thiên thạch mang về thôi. Đây, trời, cúp thiên thạch nè. Quá dữ, đập thử coi. Ồ, có vẻ là nó chỉ nhanh hơn cúp kim cương một xíu thôi. Đã vậy chất lượng nó còn kém hơn cúp kim cương của mình nữa. Hơi su cà na nha. Nhưng mà phải ráng đi lấy cây cúp này đi đào nhung. Ủa, hát diêm thạch thôi. Chứ không thôi là không có hát diêm thạch mà làm cổng địa ngục á.
Ui. Trời. Thời tới rồi. Đi đào hát, đi tìm hát dùm thạch mà rớt ngay quặng kim cương luôn mà. Thứ gì chịu nổi không? Mà thôi kệ, khó còn còn đỡ ha. Rồi có thêm những cái diamond crystal sát luôn. Quá im. Bây giờ cũng khá là sâu. Rồi rồi rồi, có nhung nham. Mình sẽ, trước mắt là mình sẽ múc thêm một một vài xô nhung nham mang về trước rồi đó. Rồi sau đó mới lấy hát diệm thạch nha. Mình chỉ cần bao nhiêu hát diệm thạch ta? 5 cục nữa thôi, đúng không ta? 5 cục là để làm một cái cổng đường ngột. Thêm 4 cục, à vậy là mình cần 9 cục á. Rồi mình lấy như đây là chắc đủ rồi. Cái ngành lấy thêm một chút hát diệm thạch về thôi. Ui tính ra cái cúp này đạo hơn cúp kim cương có một tẹo thôi hả? Chứ không, không, không có nhanh hơn là bao đâu. Mình đào cục hát diệm thạch này cũng rất là lâu nè. Ờ, nhưng mà độ bền thì không biết như thế nào ha. Mình xài một thời gian mới biết được. Trời 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 trời, suýt nữa thì hít, hít khí lưu huỳnh rồi. Nguy hiểm thiệt. Ở đây nó có một cái rương nè, mình sẽ đào ra coi. À, nó cho đồ. Cái gì đấy? Cái này là một cái enchanted tablet. Ui ui ui, con này định đi ăn cướp hay gì? Tự nhiên mình mới đập đồ xong cái này lại nó cướp mình. Con này chán sống thiệt. Ồ, cái này mình có thể dùng được luôn nè. Cái này có thể giữ chuột phải để dịch chuyển. Này dịch chuyển đi đâu? Một xíu mình sẽ test để mình khám phá xong cái hang này cái đó. Ui, cuốn sách master luôn. Wow. Yên cửi thì trong đây mình có thể làm được. Một cuốn quyển sách master nào mình sẽ giữ lại. Tốt, tốt, tốt. Cái này thì không có dùng được, vứt. Hạt đậu thần hả? Giữ luôn, cái này có thể trồng được đúng không? Đúng, 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 đúng. Lượm được cũng khá là nhiều thứ hay trong cái rương đó chứ. Nè, lại có thêm một... Ủa, cái đó kim... À không, đó là cái quặng bình thường thôi. Cứ tưởng kim cương. Có thêm một cái rương nữa nè. Ờ, lần này thì không rơi ra đồ xịn giống như hồi nãy rồi. Tiếc thế nhưng mà cũng được đi, có thêm vậy. Ê! Oh no. Ở dưới còn hồ nhung nham nữa. Lọt mất tiêu hết một cục ngọc lục bảo rồi. Cái này coi coi có nhiều. Có amethyst thôi. Ok. Thôi lên khám phá tiếp cái hang nè. Cái hang này có vẻ khá là nhiều thứ hay đây. Rồi. Qua đây. Mình sẽ kiểm tra mấy cái ngóc này. Ừ có kim cương hết. Đó, chịu khó xuống kiểm tra như vậy thì cho chắc ha. Giờ thì mình sẽ đi nốt vào hướng bên này. Oh oh. Có kim cương không? Hi. Lại có thêm những cái con ma canh gác này. Cứ rình rình ở đây thôi. Kìa có con zombie ha. Nuôi cá bạc nữa. Còn đó là chuyên gia quýnh không lại là chỉ chịu hội ra cá bạc thôi. Kìa kìa kìa, mình thấy kim cương rồi. Nice. Mình sẽ lên để lấy thêm một chút kim cương ha. Mỗi lần đi mai như vậy á, có thêm kim cương về thì cũng khá là thích. Để dành chế tạo đồ các thứ nữa. Bây giờ thì mình đang tương đối ít kim cương á, nên phải tích cực đi tìm giống như vậy thôi. Mai mốt giàu hơn thì đỡ phải cực như vậy á. Đi lướt công trình để kiếm kim cương thôi, chứ không phải đi kiểu như là đi đào mỏ giống như vậy. Nãy giờ đi cũng được một lúc rồi, bây giờ mình sẽ tới công đoạn là test cái này á. Mình có thể, nhưng mà nó chỉ có một lần dùng thôi. Khó vậy. Mình sẽ test luôn. Tại vì mình thấy nhìn cái hiệu ứng nó nè. Ê coi dưới chân mình có cái dòng phép thuật à. Ui cái gì á. Ui không. Ủa. What. Sao màn hình đen thui rồi. Mèn đét ơi. Di chuyển mình đi đâu ấy. Xong rồi cái màn hình game mình đen thui luôn. Đúng này, đúng này. Quá trời quá đất nhện. Quá trời quá đất nhện rồi. Ý da, nó cho mình vô một cái hang nhện. Oh my god luôn á. Ui giời ơi, nè. Sợ thiệt. Mình sẽ đập cái lồng spawn này. Không cho nó đẻ trứng. Ui, mình không có kiếm nữa. Cái cây rapier này có một cái bất lợi là nó không thể đập được cái màn nhện nhanh giống như những thanh kiếm được.
Tiếc thế ta. Nè, cho hàng mình hẳn vô một cái công trình luôn. Ui, ghê thiệt. Thôi, té thôi. Giỡn gì không có vui gì trơn á, giỡn gì. Chơi đi, ta đi thui thui lui nha. Lấy hết mấy cái này về. Bộ đá phát sáng nè, chuồn thôi. Quá đủ rồi. Chiến đi đào hắc diệm thạch bất ổn mà. Trời mưa tầm tã luôn rồi, thôi, đi ngủ. Bây giờ mình sợ lắm rồi đó, mốt cái gì mà có để một lần dùng là không dám test như vậy nữa đâu. Quýu lắm rồi. Hú hồn chim én à, hên là mình vẫn kiểu an toàn trở về ha. Rồi bây giờ thì mình đã có tương đối là nhiều hắc diệm thạch rồi. Mình sẽ làm thêm một cái bật lửa nữa. Ui nhưng mà khoan. Blin. Cái này bật lửa làm theo công thức cũ được không? À vậy được. Ok. Vậy thì dễ, mình sẽ đi tìm một cục sỏi mình làm cái bật lửa ha. Chỉ sợ là cái trong đây cái bật lửa nó lại làm theo công thức rùm rà là chết. Rồi, lấy cái xẻng ra. Tới lúc cây xẻng phát huy công dụng rồi. May quá, cuối cùng cũng có cục đá lửa để làm cái hộp quẹt rồi. Và mình sẽ thắp cái cánh cổng địa ngục này ở trên này luôn. Không để gần nhà quá, gần nhà thì nguy hiểm lắm. Đây, mình sẽ thắp ngay đây. À, bỏ cục này vô đây. Rồi, xây lên. Đây, chỗ này nữa. Xong. Vậy là chúng ta đã xong rồi, và kích hoạt lên tôi nào. Hôm nay sẽ là một chuyến đi khám phá bên địa ngục đó nha. Nhưng mà trước khi đi thì để mình dọn dẹp kho đồ và sắm thêm một cái khiên nữa. Tại vì hiện tại thì cái khiên bằng sắt á, mình đã vứt rồi. Nó phòng thủ không có được hiệu quả cho lắm. Này để dành làm bàn cường hóa nè. Rồi mình còn phải làm một cái khiên coi mình có được một chút kim cương rồi hết ta. Siêu. Đây có khiên kim cương nhưng mà không có khiên ngọc lục bảo ha. Hay da. Khiên kim cương. Ok thôi vậy mình sẽ làm một cái khiên kim cương đi. Đây làm cái que trước. Xong mình sẽ đặt như vậy để được cái khiên gỗ. Và thêm 4 viên kim cương nữa. Rồi. Chúng ta sẽ có được một cái khiên kim cương để phòng thủ cực kỳ tốt luôn. Còn cúp thì mình sẽ để bớt một cây cúp ở nhà quá cho nó gọn coi đồ. Nè bỏ cúp kim cương ở nhà đi. Nay dùng cây cúp mới chế tạo ha. Quyển sách thì để ở nhà luôn. Và cùng nhau ra ngoài kiểu như là trồng cái hạt đậu thần lên coi. Không biết trồng xuống cát nó có mọc không nữa. Hay là phải bắt buộc trồng trên một cái Ồ vậy là trồng trên đất hay sao rồi. Có cần phải cuốc đất lên không? Nè trồng được luôn. Nó phải trồng trên đất được cuốc nha. Mình sẽ để đây đến khi nào nó nó lớn thì thôi ha. Cây đậu thần lớn thì thôi. Rồi đi thôi nào. Đi. Mong rằng lúc mình khám phá địa ngục xong trở về á thì cái ủa ý ừ. Ủa hồi nãy giờ em rộng đi đâu ta. Ui giật mình luôn á, hèn gì mình phóng ra bóng rồng không thấy. Lúc mình ấn summon thì mới gặp em rồng. Nè yeah. Rồi vô trong đi em ơi. Thôi đi. Cách gì đủ rồi. Một xíu xuống địa ngục hả. Cửa rồng tiếp á. Để coi xuất hiện ở đâu đây. Tương đối là hồi hộp đó. Đừng có giữa hồ nhung nham nha. Lúc đó là không có cửa rồng được đâu. Đâu đây. Hôm nay thì xuất hiện ở một chỗ tương đối là tốt nè. Tại vì xung quanh mình không có cái mối nguy hiểm á. Được. Vậy thì chịu. Wow. Nhưng mà ở đây cũng hơi ghê nha. Không phải đùa đâu. Tốt nhất là cửa rộng đi. Em ơi. Đi, đâu nào. Đâu rồi. Lên đây nào cưng. Trời ơi. Đâu rồi em. Em ơi là em. Bay cho dính trong đó nữa. Đó các bạn thấy cái nỗi khổ của mình chưa.
Bây giờ mình chỉ mới có một em mi thôi đó mà đã khổ như vậy rồi, mai mốt có vài em giống như vậy nữa. Nỗi khổ không biết mình có vượt qua nổi hay không đây. Ý chân ngắn mà mày đặt ba cua mày đét ơi. Thiệt luôn á, vừa chân ngắn mà thôi mình bó tay với mình luôn. Định ba cua qua cho nó mau. Rồi để bây giờ mình sẽ đi khám phá một xíu coi ở dưới này có những cái loài rồng nào hay không nhé. Tại vì ở trên mặt đất á thì mình thấy có khá là nhiều rồng mà, nhưng mà dưới địa ngục thì không biết như thế nào. Liệu rằng có con rồng nào đang cư ngụ dưới địa ngục hay không? Khá là tò mò đây. Ở phía bên này là một cái kiểu như là một cái hồ mắt ma vậy á. Sẽ băng qua luôn. Nhảy quá. Rồi rồi xong phim xong phim. Mình đã băng qua hồ mắt ma rồi, bây giờ tới cái vùng đất kiểu như là băng ở dưới địa ngục rồi nè. Có những cái con quái vật kìa, nhìn thấy ghê chưa? Nhưng mà không sao, mình có Yoyo mà sẽ gì? Mình sẽ dùng Yoyo tấn công nó. Dễ gì mà áp sát mình được. Rồi, hình như vùng băng này là lãnh địa của những cái con quai này hay sao nè. Rất là nhiều con quai luôn. Đó, mình sẽ dùng Yoyo để tiêu diệt bọn chúng. Bây giờ mình biết cách dùng mà. Mình phóng ở dưới chân á thì nó sẽ dễ trúng hơn là mình nhắm vô người đó ha. Ôi, ở đây còn có những thanh niên gì ơi. Rút. Ui, trời. Ui mấy thanh niên này hung vậy. Hung dữ. Phóng vô vô. Phóng vô vô nè. Hung dữ hả? Ui. Hung dữ nè mấy tên béo ì này. Đâu ở dưới nhung nham băng lên quýnh mình á. Ghê thiệt. Ui mà nãy giờ mình đi mình chưa gặp em rồng nào luôn á. Ui có lẽ nào dưới địa ngục không có rồng không? Té. Dám lắm á, nhiều khi dưới địa ngục không có rồng rồi. Ê, nhưng mà nó có một cái danh trại kìa. Đi theo mình, mình sẽ dẫn các bạn qua đây. Mình thấy bên đây nó có một cái danh trại gì nè. Có lẽ nào đây là chỗ của những cái tên chuyên đi bắt rồng. Có lá cờ hiệu kìa. Ui, bọn chúng có cờ hiệu riêng luôn. Hellstrom, không phải. Lều trại các thứ. Mình sẽ lấy một cái cờ hiệu vậy mới được. Cái này dùng cái rìu hả? Chặt cờ hiệu luôn. Ê! Oh no, rớt mất rồi. Kìa, bọn chúng xuất hiện rồi. Spearman. Ui, mấy tên này là những tên cầm khiên. Ủa, cầm thương. Này thì cầm thương nè. Spearman nè. Mình sẽ lấy cái cờ hiệu của bọn chúng. Lấy lều trại bọn chúng luôn. Chiến này các ngươi bị cướp bóc rồi. Mình sẽ đi cướp trong danh trại của bọn chúng luôn. Đây là chỗ của những cái tên Spearman á. Nè có những cái bộ xương nè, thấy ghê quá. Để coi ngoài ra thì bọn chúng còn có cất giấu cái gì trong này không. Hình như trong này bọn chúng không có cất giấu gì hết á. Mình sẽ tiêu diệt hết luôn. Spearman ạ. Spearman nè. Xong phim. Mình sẽ lượm hết những cái cờ hiệu của bọn chúng á. Cũng như là những cái lều trại nè. Mang về mình sẽ làm một cái căn cứ riêng cho mình. Như vậy là hết sảy luôn. Ủa mà tiếc nữa nhờ. Chỗ này không có đồ. Đúng rồi. Có một điều đáng tiếc là chỗ này không có đồ thôi. Ở chỗ này có đồ nữa là hết sảy luôn. Năm cái cờ hiệu thì mình sẽ lấy năm cái lều ha. Đây thì ui trời. Ui mình ăn nhầm rồi. Thôi coi như con đó xui đi. Mình quơ chuột ngang cái chúng chết queo luôn. Ủa không biết ở phía trên có gì không ta. Và ngoài ra thì mình còn có một cái dungeon cây nữa nè. Fire Nation Tier 1 dungeon cây. Ok mình giữ chìa khóa đi. Mình nghĩ nó sẽ mở được một cái công trình gì đó tiếp theo trong tương lai á. Nên mình phải giữ lại mới được. Rồi đây là phía trên của
căn cứ bọn chúng, nhưng mà có vẻ là không có ha, không có đồ. Đúng rồi, khá là đáng tiếc, nhưng mà mình sẽ giữ luôn hai cái này. lụm phải lụm cho chót á, lụm hết luôn. Rồi xong, quét sạch căn cứ. Ê khoan, có lẽ nào bọn chúng giấu đồ đây? Mình sẽ múc sạch nhôm nhám đây luôn. Nhiều khi bọn chúng giấu đồ dưới đây lắm. À vậy là không có dấu rồi, mình chết lầm bọn chúng rồi. Ủa ờ, căn cứ gì mà nghèo quá đi, không có giấu một miếng đồ luôn á, tưởng đâu trúng mánh rồi chứ. Giờ thì mình sẽ làm một chút thức ăn cho bé rồng. Ui hết rồi. Này còn thịt gà quất luôn, quất lát luôn. Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi. Đây tiếp tục còn đủ làm thêm một phần ăn nữa nè. Rồi được có 17 thôi, sạch 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 xanh xanh luôn rồi đó. Nhưng mà cũng sẽ cho rồng ăn bình thường ha. Mình sẽ kêu em rồng Nightmare ra. Ủa Nightmare mà. No. Đây. Ủa đây đây đây. Ui kêu ra ban đêm hai em ngủ khò khò hết trơn rồi. Sợ thiệt. Bởi vì tốt nhất là nên kêu ban ngày, chứ ban đêm mấy em rồng bận ngủ rồi. Đó ban ngày cái bắt đầu cái em mi bắt đầu bay bay đó, đáp xuống. Coi chừng ruộng giường đó, đáp rồi cho hư ruộng hết đi. Rồi giờ thì sẽ cho Nightmare ăn á. Thế còn lớn nữa, hồi lớn rồi nhường cho em. Nè ăn đi em. Anh sẽ không cho Nightmare, ủa cho mi ăn đâu. Em ăn hết đi, sẽ chia ra. Như vậy thì có vẻ ăn nhanh hơn á. Đó. Đó. Rồi lên bự lên em, bự lên đúng rồi. Kìa sợ bắt đầu dài lên kìa. Tuyệt vời. Đúng rồi ăn đi em ơi. Ăn khỏe vô. Đó. Bây giờ Nightmare cái đầu đã to hơn và sừng cũng dài hơn rồi. Từ từ. Nè cái con mũi bắt đầu có cái góc cạnh rồi đó. Quá đã luôn nha. Em My sắp ra ghìa rồi. Úi mình còn một em nữa thì phải. Mình còn một em nữa. Em Storm Cutter. Em Storm Cutter summon ra. Đây Storm Cutter. Ôi no mình quên mất là mình phải nuôi Storm Cutter trước. Tại vì thứ tự là mình up trứng này xong rồi tới trứng rồng Storm Cutter mà. Ui hơi hơi thiệt cho Storm Cutter, để bữa sau mình bù cho Storm Cutter sao ha. Nhìn Storm Cutter cấp 5 mà vẫn còn bé ẻn à. Thôi chịu khó đi mấy em ơi, giờ điều kiện kinh tế anh cũng không có đâu. Để coi, ủa đâu rồi mấy đôi. Bây giờ thì lần lượt mình sẽ cho mấy em này vô trong trước rồi đó. Hay là mình thử mình cởi em rồng đi xa coi mấy em kia có tay le theo không. Mình sẽ thử nha. À mấy em đó nhẹ, ok. Ở nhà thì tốt. Ui có chân. Ui đáp đất mạnh quá là em rồng cũng có thể đi đai nha, không giỡn đâu. Nên đáp đất phải khéo một xíu. Ủa cái chỗ này là. Khoan, mình thấy ở đây nó có một cái chỗ băng. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Để coi nào. Ui trong đây có zombie luôn. Mình nghe tiếng zombie. Em ra không đâu rồi. Mình sẽ kêu em My lại đây. Ở đây nào. Thằng ngô bay tiếp đằng kia rồi. Ôi no. Ôi kệ đi. Bó tay em My luôn á. Ô thì ra đây là một cái chỗ trứng rồng. Ôi đi ra Ripper nổ bây giờ. Ripper đi chỗ khác. Đây rồi. Đây là cái chỗ trứng rồng vua. Oh my god. Cái con rồng to đùng mà lần trước nó tấn công mình cũng như là cái lò luyện rồng á. Đây là cái trứng rồng của nó nè. Thì ra là hôm bữa mình làm nhà gần tổ rồng nên nó muốn bảo vệ tổ rồng của nó thôi. Wow. Ra là vậy. Rồi, đâu rồi? Mi đâu rồi?
Mi. Trời 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 trời. Lại đây em biểu coi nè. Quá trời quá đất em lì rồi. Sao lúc trước mình không đặt tên là lì nhờ mà đặt tên là mi nhờ. Thiệt luôn á, đúng lì luôn. Kìa đằng kia cũng có một chỗ của Storm Cutter. Ôi gì, của rồng ấy nữa kìa. Hai chỗ kế bên luôn. Để mình đi vô cái. Coi coi cái trứng rồng này. Đập ra. Để nhưng mà trong này nó có quái vật nha. Tại vì trong đây không có ánh sáng á. Mình sẽ lấy thêm một cái trứng nữa. Yes. Hai trứng rồng à, vừa trong một chuyến khám phá luôn. Quá im. Mình nuôi được em rồng này thì hơi bị đã. Tại vì chỉ cần một phát bắn mà chuẩn xác thôi là có thể kết thúc được một cái địch rồi. Rồng vua mà nên rất là mạnh luôn. Rồi ở đằng kia thì có một cái em Storm Cutter cấp mấy không biết nữa mà nhìn to vậy. Đẹp ghê ha. Con bạo phù thủy. Bạo phù thủy à, mình sẽ bắn qua cầu. Mình sẽ bắn qua cầu. Bắn đi em. Sống bắn. Wow, có kìa. Sức mạnh của em rồng mi cũng không phải dạng vừa đâu hết nha. Bạo phù thủy. Đúng kiểu không biết gì xảy ra luôn á. Ôi cái sách nâng cấp. Được. Sách thập phép thuật nâng cao á. Mình sẽ giữ lại. Quá im. Còn mấy cái này mình có thể phóng được không ta? À, cái dao này có thể phóng được. Hiếm. Rồi mình sẽ kêu mi ra cái đã. Ở đây em ơi. Bay lại đây lẽ nào. Anh phóng bây giờ. Anh có dao nha. Lì là anh phóng cái dao vô mông á. Rồi đi. Qua đây coi có tên nào để mình cà khịa thấy không. Đây cà khịa. Bùm. Mình sẽ dùng gặp. Ui chết rồi, lọt nước rồi. Ui trời, còn bơi nhanh vậy. Rồng mình như vận động viên bơi vậy đó. Bơi dưới nước không bị nhanh luôn. Lại đây nào. Lại đây với anh. Cùng nhau đi cà khịa nào em. Trời ơi đi với anh là phải đi cà khịa. Cà khịa rất tốt cho sức khỏe. Đây mình bây giờ mình đổi sang chế độ phun lửa đi. Đó. Phun lửa liền. Úi giời, mình sẽ bay cao xíu. Để dây dàng bắn không. Đây nhắm chuẩn vô. Bùm, hụt luôn. Nice. Thôi chắc mình sẽ đáp xuống cái đã. Đáp xuống đi. Để mình vô mình chiến đấu nhanh gọn lẹ nè. Có vẻ khá là đông á. Không biết là mình có quánh lại hay không nữa. Cứ cố gắng hết sức thôi. Chuẩn bị. Let's go. Một tên, hai tên. Vô đây, mình sẽ đứng ngay cái góc này. Bọn chúng sẽ không có đánh mình được đâu. Đó. Tên này, mấy tên. Mình sẽ combo tên cầm kiếm kim cương luôn. Ui đâu vậy. Một mình ta chấp. Vô đây. Wow, rớt mình lên. Dám mất mình, rớt tung á. Dám mất tung. Nó có con cường hóa rớt tung kìa. Quýnh người luôn nè. Không biết tên nào tên thuyền trưởng đây. Cần hết rồi. Này thì cướp biển. Cướp biển thêm ạ. Trời, tốc độ. Con này siêu tốc độ hả. Cướp biển. À còn tên này bị trầm cảm. Trầm cảm nè. Quýnh cho người trầm cảm luôn. Lượm cái cờ hiệu. Giống như là kiểu như chiến lợi phẩm á. Và đánh dấu là mình đã tiêu diệt được hết cái băng cướp này rồi. Ở dưới này còn không? Ui dưới này còn. Dưới này còn đông lắm. Này thì cướp biển. Quét sạch luôn. Mình sẽ lượm sạch xương của chúng á. Để mang về làm thức ăn cho những em rồng. Rồi giờ thì loot thêm đồ thôi nè. Có đồ gì giá trị không? Lấy hết. Không có gì giá trị hết. Ok. Ui. Cái cuốn sách này lại dùng được một lần nè. Người ta nói xui một lần thì thôi, xui nhiều lần là chắc tại ăn ở á. Chẳng lẽ mình ăn ở tới nỗi mà xui nhiều lần đúng không? Mình không tin đâu. Mình nuôi rồng kiểu ít sức tận tâm vậy mà. Chẳng lẽ mình xui hoài sao? Mình sẽ dùng thử cái này coi coi nó sẽ cho mình cái gì. Mình không thể chấp nhận số phận. Được đâu, mình sẽ lên đây ăn no bụng trước đi rồi test sau ha. Rồi chuẩn bị nha. Ủa trên này con. À thì găng. Trốn nè. Trốn tránh trách nhiệm. Rồi chuẩn bị cùng mình test thử cái cuộn này coi. Cái cuộn này contain mystery of knowledge store experience 1030.
À, mình xài cái này là mình có thêm kiến thức á. Được. Bùm. Kiến thức. Bùm. Kiến thức nhập vô ta đi. Bùm. Ủa kìa, nó niệm phép rồi nè. How to receive knowledge. Ủa kỳ vậy. Hay là phải có thêm một ô trống nữa. Thử á. Mình sẽ vứt cái gì đó linh tinh ra ngoài bớt. Rồi dùng lại nè. Hùng ta là gì, hùng ta là gì. Kiến thức nhập vô đi. Không dùng được. Thử với cái này coi. Cho phép mình gơ chậm. À cái này tốt nè, cái này tốt nè. Dùng là mình sẽ được gơ chậm nè. Rơi chậm, phép thuật rơi chậm. Nope. Ok, quê nha. Cái giấy. Thiệt luôn á. Rồi em gồng còn đáp dưới nữa. Thôi để mình. Rồi xong. Đi em ơi, bài tiếp thôi. Thì khám phá xíu kiếm kiếm thêm trứng rồng ơi. Bữa nay mới có thêm được hai cái trứng rồng. No 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 no. Em rồng chuồn đi, chuồn đi. Hãy chuồn đi để anh xử nó. Tại vì những em rồng của mình á chưa đủ sức để đối đầu với những con rồng hoang dã đâu. Những con rồng này á nó có sức tấn công là rất là cao và máu cũng nhiều nữa. Nên thành thử ra để an toàn cho những em rồng mà mình nuôi. Ôi. Thì nó văng game mà. Ô, nó thấy mình rồi. Trời trời trời, con rồng này tinh ý vậy. Ui, nó bò lên. Tới cũng kịp mình luôn á. À, thì ra nó chọn cái chết. Thì ra nó chọn cái chết. Thì ra nó chọn cái chết. Vô. Vô luôn con rồng. Ôi trời 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 trời. Không ổn rồi, cháy nữa, cháy mạnh quá. À. Phun máu luôn. Ta sẽ lôi người đẹp. Tắm nước thôi. Ui nó phun lửa. Người phun lửa ta sẽ bắn thôi. Người phun thì ta bắn. Người phun thì ta bắn. Người phun thì combo đó. Oh my god. Tại vì hồi nãy mình không còn xô nước để mình chữa cháy á, nên thành thử ra suýt nữa thì nó đã đánh bại mình rồi. Nhưng mà may là dễ gì mà đánh bại mình được. Mình được búp tinh thần từ những em rồng mà. Mình hy sinh ai sẽ về nuôi rồng đây. Đâu có dễ. Rồi và mình sẽ nhận thưởng từ xác con rồng này thôi. Vàng này mình vứt cũng được đi. Tim rồng thì không cần mà đầu rồng thì phải cần nè. Xô vứt luôn. Đầu rồng, rồi. Có thêm một cái đầu rồng mang về. Con rồng này thì chỉ có nửa stack vậy thôi á. Nói chung thì cũng tương đối nhiều cho một cái con rồng cấp 3 đi. Và còn rất là nhiều quái vật ở ngay cái tổ rồng. Thấy. Thấy con rồng đi là cái cướp cái tổ của nó liền. Tổ này là của mình mà. Dám cả ép tổ với mình á. Ở đây còn có những cái tinh linh lửa, lửa nữa nè. Này thì lửa nè. Và cái này có thể làm được đồ gì không? Spectral dust. Mình có thể làm được những cái không? Cái đe. Sách phép cái thứ nữa. Ghê vậy. Thôi cái này farm sao đi. Giờ mình chưa có dùng tới phép thuật á. Nên mình chỉ lượm những thứ cần thiết cho mình thôi. Kim cương luôn nè. Tổ rồng còn có kim cương nữa. Quá im luôn. Hồi nãy mình thấy có cái đầu xương trắng. Đây nè. Mình sẽ lấy cái đầu này mang về mình ghép lại với với cái cái gì ta. Cái đó là gọi là cái bột á. Cái bột bột xương đen để làm được cái đầu xương đen. Và lý do là nó xuất hiện là ở đây nó có cái lầm spawn á. Ở sao. Thôi mình sẽ đập cái rương thôi. Mình sẽ chữa cái lòng lại. Có gì mình qua đây mình farm sao. Không có đồ xịn. Rồi đi tiếp thôi. Em rồng đâu rồi? Kim rồng ra đi, đi chung ơi. Đi mình buồn lắm. Đây em rồng đâu rồi? Ui lộn. Em mì mới đúng. Rồi đáp xuống em ơi. Đi về chỗ khác đi. Đi về chỗ khác đi. Thích cả kệ không. Rồi đi nè. Đáp xuống, đáp xuống. Đáp xuống mới cưỡi được. Rồi đi. Let's go. Ui vậy mà nãy em rồng mình bị rồng lửa kia nó phun hết miếng rồi nè. Mất hết tẹo máu của người ta rồi.
Cố lên em ơi, gần về tới nhà được ngủ rồi. Cố lên. Phanh 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 lại, phanh lại, phanh lại, phanh lại, phanh lại. Whee. Đó, bây giờ mình biết phanh rồi nha. Đừng có đưa. Thôi ngủ đi. Ê ê, vô đây, vô đây, vô đây, ngủ vô đây ngủ. Đừng ngủ bờ ngủ bụi ngoài đó chứ. Thôi ngủ đi. Rồi, nói chung thì trong chuyến khám phá ngày hôm nay, mình đã có thêm được hai cái trứng rồng mới. Đó chính là à không, một loại trứng rồng mới nhưng mà có hai trứng lận ha, đó chính là trứng rồng vua. Mình sẽ test trước là khi mà nhét vô cái lò ấp trứng rồng. Như vậy thì cái trứng rồng vua sẽ ấp bằng cái lò luyện rồng băng rồi ha. Trời trời sao nhiều quá vậy, đi ra đi. Nhưng mà binh đồn rồng của mình nhiều không sao đâu. Quýnh em. Binh đồn rồng của mình bây giờ đông hơn rồi, nên mấy con quái lại gần sẽ giúp mình bảo vệ mình đó. À, cái này nó không hoạt động nè, tức là cái trứng rồng vua mình cần phải làm cái lò luyện rồng băng á thì mới ấp được. Tạm thời thì mình sẽ đem trứng rồng vua vào trong để cất trước, không ấp được thì cất thôi chứ biết sao giờ. Đây, cất xuống đây đó. Trời, trứng rồng vua đẹp quá chứ. Rồi, hẹn một ngày nào đó mình có được cái lò luyện rồng băng rồi mình sẽ lò ấp trứng rồng băng rồi mình sẽ ấp trứng rồng băng sao hả. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.